nay thầy cho hồi chứ. Đi không nổi. Nhưng mà hồi sáng là đi bộ rồi. Sáng đi bộ tới đó đi về đó. Mà đi hồi 4 giờ rưỡi sáng. Có những cái phải tự làm chứ đâu có ỷ lại được, ngồi đó mà ỷ là Phật tử chắc chết rồi. Cái này nè, hồi đó tưởng đâu nó khó khăn làm đến nó cũng quen rồi. Không? Dạ xin lỗi. Hồi đó vậy nói nè, nó nhớ có giác linh của sư phụ. Hồi đó ngài căn dặn, ngài nói người tu á, cái gì cũng phải biết làm hết nghe. Hầu hoặc đồ. Nhưng mà đó nít là nghe thầy nói mình đóng bụng cái trời đi tu mà thầy bắt đi học cái nghề đó. Thiệt giờ có những cái là mình phải ngồi đó nghe lời sư phụ rồi ráng đi học cái biết biết làm hồ, biết làm mộc. Giờ cặp cái khoan không được. Đó là đó ông cụ nói thiệt, mình nghĩ hồi đó nó không có thấm. Nhưng mà tới bây giờ thấy nó thấm. Bây giờ ông đang ngồi ra cái gì cũng chờ Phật tử. Cái này nè mà không biết cái quấn tụi mày bạ là nó không ra là nó đứt dây nữa. Cái quấn cắt cỏ tính cắt cái mấy cái, tại vì ngày hôm qua mà sốc kỳ ta lúc vậy mà không nhớ lấy thuốc uống. Bây giờ thầy uống được chưa? Giờ bớt rồi, tại vì nè, tại sợ làm ban ngày á, đủ lại la vụ làm mắm ruốc anh đã làm hồi tối tới 10 giờ đêm. Bởi vì có mấy Phật tử hôm qua bên Mỹ lâu rồi, hôm qua 5-7-9 tới giờ, nhưng mà họ nói con nghe thầy giới thiệu muốn mắm ruốc chai á, nhớ thôi. Ủa ông ở Mỹ lâu ăn được nó được cái thầy giàu gì cũng coi là người Việt Nam, ráng hồi tối ráng lấy ra cái mắm mà thú ình mà đậu nành đó, rồi sai rồi ráng làm. Vì tối nó mát, dở hết các cái cửa ra mà vậy mà tao đốt trầm từ rồi sáng giờ đó mà kiện là cái mùi. Đốt trầm không biết bắt máy hít á, máy hít hơi á, chứ phải máy hít nóng nha. Để bật cái trong câu 3-4 cái luôn mà từ hồi 5 giờ sáng tới giờ mà vẫn còn nghe mùi. Bởi thôi, uống quá thôi làm lần này thôi. Mơ mốt á. Cưng, mai mới ra ngoài kia được. Rồi chú Quang á, phải làm cho cái công tắc ở ngoài đó. Dạ. Rồi muốn xào móng rước bạo dạ. Chai vậy đó. Dạ, là dạ. Phải găm cái máy, cái lò ra ngoài. Dạ. Thúi quá. Không mà ra ngoài này sớm nó thúi rồi, nó cầm lem luôn. Không. Cũng xương Phật tử nói đi, nó cũng nói lại. Thầy uống thuốc chưa? Rồi quên rồi thôi kệ. Cái rồi cái trò ngủ, nó thúi quá, ngủ không được. Ngủ không được mà hỏi ông á, 10 giờ đêm thì không dám đi tắm, vì tắm hồi trưa tụng kinh tắm rồi. Thành ra thôi thay bộ đồ mà ngủ không được. Cái dây qua nghe, mà lấy cái khăn, cái mặt rồi lao, rồi dắt xà bông rồi lao hết trên kia. Mà dây qua cái nghe mùi, dây lại nghe mùi. Tới bắt đầu kinh nằm ở trên cái ghế đó, cũng nghe mùi. Lết xuống tới bào phạt, đốt cái dây đồng lên, đưa cái đầu vô bào phạt đồng, cũng nghe mùi. Nó trong lưu mũi thầy. Còn vô phòng thì nó ngọt hết trống. Bị vào đóng cửa rồi mà dẫn ba vô thôi. Cứ tới 4 giờ rưỡi trong riết cái tới sáng. Tới 4 giờ rưỡi sáng mở cửa ra thì nó chưa sáng rồi, nó chưa sáng. Tới 5 giờ thật sợ. Cái tụng kinh tới 5 giờ 15. 5 giờ 15 ráng đi bộ đi ra tới hồ nước. Sẵn mượn công hai chuyện sách cái cơm tia ngày qua đó cho quanh. Hồi đó giờ đâu biết nhà cổ đâu. Mà rửa 5 giờ rửa sáng nó chưa sáng nó mụn nó trời đừng á. Lộn nhà người ta bắn thấy mồ đâu dám vô thiềm. Cứ đi canh. Thật cái nhà này là 1339 hay là 1338 thì sụp lại. Còn chưa tới sụp lên. Cho tới đúng rồi nó cách cho 4 số. Mới lật đặt teo vô đó đi về. Chứ lại đặng vậy mới đi. Đi một vòng về thấy nó khỏe. Không cái thanh vắng không ai công nhận tiền. Mình nói sớm này nghe,
bỏ đầy hết trơn vậy mà không ai lượng gì tới. Mình đi tới tối từ tao đi thử buổi khuya vậy đó, thân dáng mà đồ đạc bỏ tùm lum đó lạ, thì mình ở sớm mình có phước á, yên tĩnh không ai quấy rối ai, tối cũng vậy, ráng giữ đó cho nó. Đúng là mình sanh ra cái vùng đất nào mà nó được yên ấm là cũng là cái phước nữa. Phước, dạ, cũng đúng là cái phước. Chứ không ngờ đây, chứ còn tính là mà đi xuống một lên đây nè, lên chút xíu đây nè. Đen cục. Nguyên cái tốt Mỹ đen thôi. Mà nó đi ngang, nó nghe cái mùi, nó hút cái gì mà nó hút bồ đà hay gì á. Nghe cái mùi chạy không kịp, rồi lại đi ra cái đường về xe lửa đó, là nguyên cái nhóm toàn là mễ gì cái phức tạp không à. Thì công nhận cái... chỗ này được ngon nhất. Cái này tương đối là yên nhất. Cách mấy cái nhà này mạnh nay nó ở thật sự là rất là tốt. Vâng. Nghĩ bởi vì nên á, trong đạo là thế giới nhất chân. Là nhất chân có nghĩa là ở đâu nó cũng như nhau. Là nói về cái lý khổ vui là do cái nghiệp của chúng sanh. Nhưng mình nói đi thì cũng nói là cái hoàn cảnh mình ở chỗ nào, ở quốc gia nào, nó cũng tùy là cái phước báo của mình. Ví dụ gặp sanh vùng châu Phi thôi, nước không có mà uống, thấy không, thấy tội không, nước mà còn không có uống, hà huống gì đồ ăn. Có người á, đâu thấy để, có người á, người ta coi như là người ta dâng cho ăn không hết. Có người xin không ai cho ăn, cũng là cái phước đó, thấy không. Rồi con chó nó có phước của con chó, con người nó phước con người, con chim nó có phước con chim. Mỗi con vật sinh ra cuộc đời này, cho tới cái cỏ cây nó cũng có phước của cỏ cây đó, nữa. Dạ, dạ, con cảm ơn thầy. Đó là gọi nghiệp phụ và nghiệp chính. Mà chính khác, mà cái cây cỏ đó thì nó tuy rằng nó không có linh hồn, gọi là nó không có cái thần thức đi, để nó linh hồn không, nên nó tròn giảng cái vụ đó, tròn bác cái vụ đó, mà giờ nó nghĩa là nó không có cái thần thức, cái tâm linh đi, như con người, như con vật. Nhưng mà ông thấy không, có những cái ví dụ như cái cây này nè, mà mình không cho nó uống nước á, mà có những cây lớn á, nó dám cái lệ nó đâm vô mấy nhà đó, nó đâm vô để nó đụng cái ống nước, nó quấn cho nó xiết cái bể ống nước để nó sống đó nha. Dạ. Cái đó nó có này, nó cái thần thức có sấp thôi, nó có cái thần thức, nên nhiều cái cây hoa thì đục vô nó cục lại mà mắc cỡ đó thầy. Còn nhiều cái hoa nó ăn thịt được nghe thầy, con chim gì đậu vô nó cục liền, nó ăn thịt liền đó thầy, kinh nghiệm đó. Nó có vậy, có sản xuất nó thấp. Hôm qua đi ra, đi hồi chiều qua ráng đi bộ ra tới ăn coi cây của chiều nó có không, lần nay ra cho nó ăn. Trò điếm hơn 200 con. Nó ra nó thấy đó rồi, nó nói, thôi mai mới ăn con, mai. Ra chiều nó phải ra cho nó ăn. Như vậy là phải mua 5 bịch mới đủ. Nó quá trời mà. Mày còn tiền á? Còn chứ, lúc nào cũng còn tiền, tiền lẻ thì còn. Lúc nào không có mấy chục đồng tiền lẻ để muốn. Hôm qua đi ra không phải đi bộ nữa, đi ra mua một chai dầu ô liu, tại vì biết Phật tử họ nhắn lên mạng, họ nói thầy ráng ăn dầu ô liu đi. Rồi đi ra mua ba cái chai dầu ô liu nhỏ thôi, 3 đồng, kệ đó. Rồi mua sách lòng toàn về là chưa đâu, rồi mua gì nữa mà sách lòng toàn về mắc cười. Mua cái dầu ô liu, mua gì nữa ta. À, mua chai thuốc Tylenol. Hết thuốc đó. Tylenol hết thuốc rồi. Hết thuốc rồi. Đừng uống thuốc Tylenol này, thì uống Alibi á. Alibi, còn Advil thì không nên. Vâng, Advil nên, một... Alibi con có mua cho thầy đúng không ạ? Ôi chị hết chứ, yeah. Nó cũng là nhất mình đó hả? Nó nhất mình đó thầy, nhất đầu nhất mình. Đó thì... Sống sốt, trả lực đó. Vậy mà mua về rồi. Mà hồi tối ngủ rồi mà quên uống rồi đã không? Giờ mới lấy uống, rồi mới lấy uống ngồi tỉnh. Nãy giờ nói chuyện với Thiện Thông xong rồi bây giờ ngồi tỉnh nè. Sức rất kỳ, con người. Bởi vậy nói vô thường lắm này ơi. Thầy vừa nhìn thấy vậy Hòa Thượng, thấy Hòa Thượng hôm qua mấy Phật tử đi thăm Hòa Thượng cụ từ thông. Này ăn miếng đi, ăn cổ cho nè, ăn miếng. Dạ, con xin thầy. Cái này biếu lại ông nó về ăn giùm đi. Cái gì ở đây? Chả chai, chả mà hôm qua đó. Hôm qua, cô quên, cô bỏ muối ăn lên chắc là tay lên máu rồi, chứ không dịp tên mặt sắp kỳ. Bệnh không nhớ uống thuốc, quên. Tới giờ này mới nhớ lại vụ mà chắc là vụ lên huyết áp rồi. Tại hôm qua làm mệt quá đi, cái rồi
lấy 3-4 miếng chả ra ăn cho đã, mà ăn vô rồi ăn hết rồi mới thấy nó mặn. Sao mà cô quên nó bỏ, sao mà cô không đi đến đường? Giờ vậy ham nữa trời. Anh nói gì nãy thầy tu gì, tu cái sức khỏe quan trọng lắm thầy ơi. Thầy muốn tu được thì phải có sức khỏe mà tu, không phải dễ đâu thầy. Nên thầy sáng ra thầy cầm cái lệnh quen đi, thầy uống trà, thầy uống cái gì thầy uống cái 20 thuốc. Thuốc dầu thơm con đưa thầy đó, uống đi. Không phải. Uống nó mà cách thuốc tay 4 tiếng. Mình cũng làm thêm bác sĩ em. Nhưng mà sáng á, rạng sáng rồi uống cái viên thuốc tay rồi. Và cách 4 tiếng là ăn trưa mới uống thuốc đó. Nhớ uống lên, nhớ uống. Thầy quen đi, thầy làm cho cái lệ quen đi thầy ơi. Vậy sao thầy mà miss cái thầy, quên cái thầy khó chịu. Không có, nó quen rồi nè. Sáng hay dậy tụng kinh xong là hái mở cửa ra đi thăm hết cái nhà vườn. Coi có trái dưa leo nào, trái mướp nào, trái dòm qua rồi đó, nó tự nhiên thích vậy đó. Tới mùa đông nó mới dụng gì nữa. Không, mùa đông là trùm áo lạnh cho nhiều đi bộ. Không, cây chứ, con nói cành cây chứ, phải cành hay, cành cây á. Cái đi ra, trời bây giờ trò nghĩ nè. Cái mướp với cái nước bây giờ chắc chắn là phải hợp đồng với chợ rồi. Nó ra khiếp đảm, hôm nay nó không ra, mình tưởng nó không có trái. Ai giờ không phải, nó lo nó tốt. Nó lo nó tốt, nó không chịu sanh con. Tới bây giờ nó hết, cái tới hết một cái gì là tới cái ngày giờ nó giống như phụ nữ, tới ngày giống như gà vậy đó. Gà mà nói phụ nữ không phải, giống như con gà mà công nghiệp á. Tới ngày giờ nó phải đẻ, nó không đẻ là sao nó chịu nổi, nó đẻ không trống, nó vẫn đẻ. Bây giờ nó ông thấy dòm kìa, dòm nè, thấy không, nó ra bông. Trò nghĩ là hai cái sợi, cái này nó có hai sợi thôi mà nó nhiêu đó đó. Còn cái dây mướp mà trồng chơi nhét ở sau đó, bây giờ còn đến mười mấy trái rồi. Thì đây đưa coi, đây thái xong để cùng sáng ra để đưa coi. Mà cái mướp cái mướp cái giống gì mà bây giờ cái trái non mà nó dài vậy rồi thì mới mốt nó già, còn nó dài còn cả thước luôn á. Đây đừng để dài quá. Nó bự. Không phải, cái mướp mà non thì cái vỏ nó dày cua sao ăn. Cái bầu á non ăn còn được, cái mướp non ăn nó có được. Thế hả? Mướp non thì cái vỏ nó dày cui à. Nó phải vừa ăn thì nó cái mới nặng. Cái cải thước này để chết nè, bố ai mà dám mua. Còn sao mà được. Không nhận nó bự thiệt chứ. Trời gì nó bự quá, trời biết năm nay trời đất. Tại giờ biết năm tới có đãi nữa không ta. Chứ trời nghĩ nếu mà năm tới á, trời ban hết đất bên này nè. Trồng nó thiệt ông á, dám năm thu hoạch 17.000 đô á. Để làm đi, con đi bán cho thầy. Nó quá trời, trời quá. Có thì kêu bà Thiện hay kêu ông Toán. Tính ra bây giờ tới vụ nhưng tính sơ sơ tao thấy không. Tại mình trồng ở nhà mình không tính, có nghĩa là mình hái ẩu, hái tả, ví dụ cắt toàn được cái non. Chứ không nghĩ không phải mà nói mà tính nha. Quế, một lần người thầy ông mua còn mấy phao á, nhưng mà mình cắt cái non không à. Rồi nội mà rau má không biết là chỗ mà bao không. Rồi bầu không nghĩ nhiều trái. Nhưng mà bầu nó ra chưa ra đó nghe. Nó cũng lo nó tốt, không nó mới ra có nhiều đó. Bây giờ mà trời thấy không, thấy nó quá trời. Chứ không phải nó hết mùa bầu đâu. Dạ, dạ, mùa biếp, giờ nó mới ra nè. Mùa biếp tháng 9, tháng 10. Rồi nó ra quá trời ra. Ra đó là tháng 9, tháng 10 nó mới ra thầy. Mướp nhà con bảy nó trồng nó dài cả thước. Đó, thì mướp này cũng vậy nè. Bây đúng. Giờ là cái hạt giống là rõ đủ rồi nè. Giống dưa leo có nè. Ở dưa leo thì bảo thấy không được đâu mà, thấy hỏng đâu mà. Còn hai trái rồi hái vô tao biết rồi. Nó một chục hạt non nó mới được một hạt già. Có nghĩa là thí dụ một cái trái dưa nó là cho 200 cái hạt. Nhưng mà nó len lỏi trong đó do chừng 10-10 mấy hạt. Ồ thế hả? Dạ. Yeah. Phải bóp ra rồi lừa vậy nè. Rồi mò cái hai ngón tay mới mò nó mới có cái hột già. Hột cứng á. Dạ. Yeah. Trời ơi, giờ nó làm giờ nói về mơ mốt mà viết lại có kỹ thuật trồng nó đâu ở đằng này viết chứ không phải học nào nó cũng là giống nó lên đâu, phải mò nó rồi cái lòng mới lấy cái tay mới bắt đầu mới chà vô cái rổ xong mới mò lại một lần nữa, mò học nào ở trong mình nó có cái mầm á thì mình mới đem mình phơi vậy đó. 2-3 trái dưa mà giỏ chừng 20-30 hộp à.
Thì đủ rồi, con thấy đây trồng có một cây à. Đâu có này mười mấy hộp ạ. Mười mấy hộp đấy hả? Ở dạng như vậy hả? Ừ, mười mấy hộp. Mà năm tới biết là không có gieo sức khích rịch như vậy. Khích rịch thì nó bò, nó không có chỗ bò rồi. Mình kéo tới kéo lui tội nghiệp nó cái vớt này. Ý là vậy mà nó kéo tới kéo lui. Nhưng mà hãy nên ngộ trong này này, nó không có mặt trời, nó không tốt. Nó không, không tốt được đâu. Nó cần gãi mặt trời lắm. Cái này có trời này mà có nó cũng mát. Nó cũng mát với thở nó. Trời cũng mát. Cũng vui. Trồng trọt cái nó cũng vui. Bây giờ là hồi ông đi về trở không là bữa nay kệ, bệnh cũng phải làm, không có làm. Ráng đi vô mấy cái đất, mấy cái làm trồng mấy cái tía tô, rau răm. Thế trồng quế thì trồng cái đó thổ tả nó làm gì? Quế sao, bán được quế sao trồng nó được hết mùa rồi. Hết mùa rồi hả thầy? Nó không kịp nữa, cái quế nó kỳ, nó cây quế, cái giống quế ở bên trong của nó là cái nó mềm. Mà nó vừa lạnh là nó quẹo đeo liền, nó đâu cách nào nó lên nổi. Còn ví dụ như cây rau răm á, cái thân nó là cái thân ngược cây. Gọi là thân, thì cái nào nó cũng là cây nhưng mà ý là nó không hiểu không, có nghĩa là cái thân nó cứng. Nó có thể chịu đựng nổi cái lạnh chút xíu thôi, chứ còn nó cũng quẹo. Còn quế mà yêu cầu vừa hơi lạnh nó quẹo cùi đẹp. Còn cái cây tía tô à, năm tới tía tô cũng kệ luôn thôi. Nhưng mà năm tới nó tới nữa cũng vậy, nhưng mà trồng một số đặng đem vô nhà tới lạnh, đem vô nhà vài chậu thôi chứ vài nhánh ăn chơi thôi. Với trò là làm hai cây ớt, đặng trồng hai chỗ ớt chơi vậy mùa đông. Cái thứ mà nó không có là nó hiếm quý, còn thứ mà nó có đó thì hỏi ông bây giờ có ăn đâu, ăn đâu. Còn mà tới chừng mùa đông ấy thì nó thèm rau thấy mùa nổi thì cái trồng chơi vô nhà. Giờ bắp có cà hết rồi, đổ bắp nó cũng lớn rồi. Tính là cuốc đất vô nó. Mà thôi trời, chú Quang bữa hai bữa nữa hôm qua ông làm này, nó trống mới lấy đất vô chân nó, kệ nó vô nó ăn cũng được mấy tháng. Rồi đổ bắp nó có trái cũng nhiều lắm mà. Thì ăn được cái đó mà phải ăn tốt lắm, người ta bảo ăn được bắp cũng tốt lắm mà. Mà trên đời nó ngộ, sao nó có ít thì ăn nó ngon mà nó nhiều hết nữa. Cái gì? Nó ít, cái tâm lý một hai trái thí dụ giờ ông đem cho như không, mà thiệt đem cho mấy trái mà ăn thiệt là ngon, mà thử tới mình trồng rồi ăn ngon lành như thế. Cái kỳ đó, cái gì mà ai đem cho ít một hai trái ăn nó ngon. Cái gì nó hiếm mà nó quý, giống như nó vàng á, tại vì nó quý là tại nó hiếm. Vậy mà nó trong đạo nó ráng đi tu về cõi Tây Phương Cực Lạc đi, cõi đó toàn là bằng vàng không à. Rồi mới suy nghĩ mà nếu mà Phật nói như vậy mà ai tin như vậy á thì phỉ báng Phật, mà không tin á thì lại là cũng không phải, mà tin y như vậy, cho nên mới là y kinh giải nghĩa tam thế Phật quang mà ly kinh nhất tự người tức đồng ma thiết. Sở dĩ cõi đất này nó vàng nó hiếm nên nó mới quý phải không? Còn nếu mà đi về có cái cõi nào đó thật là cực lạc vàng không thì thật sự sống không nổi nữa. Hết mình chết vàng nó cái khí nó. Bây giờ thí dụ như mình nói nước Mỹ mình đi nghe nói cái này nghe nha, cái nào nghe nói mình nghe nha. Nói là chính phủ Mỹ á, cái này nghe nha, nó nói nhắc đi nhắc lại là nghe. Vàng của Mỹ này nó là cái hầm vàng của Mỹ, họ làm cái cục giống như cục gạch vậy đó, mà cái người nào mà muốn chui xuống cái hầm đó, muốn xuống như kiểm tra nó là phải thở oxy đó, chứ thôi nó hết là chết á. Không thì diễn viên là một quốc gia đại cường quốc mà không thấy nó không bao giờ nó lấy ra, chưa dùng người ta nữa mà nó không lấy ra, lấy ra làm gì vậy? Không ý nói chuyện luôn cả đất Mỹ này nọ, mà nó nói ở dưới này mà dầu quả nè là cả thế giới chưa lần nó, mà nó không bao giờ nó móc một miếng lên nó xài. Bây giờ nó là nhất thế giới sản xuất dầu hạ. Nó chờ hết cái kia hết rồi đó, thì tới chừng đó đem nó bán khỏe mua thôi. Chơi bởi vậy đại cường quốc là gì? Trà này bữa nay uống trà Bắc chứ Hoa Lài, còn ngày hôm qua là uống trà Đà Lạt. Trà Bắc thì nó không có mùi. Mà
cái bông bông gì đó, cái trà trà cái bông gì đó. Ở bông cúc, ở quên là bông cúc, ông Út xin lỗi, trà bắt cái bông cúc. Dạ, trà bông cúc đi nha. Tôi nói tốt lắm, xài hết rồi vào coi. Xài hết chưa? Chưa, ngày uống nhúm, ngày uống nhúm đi. Để nó dưới rồi để trà trên rồi nó đầy cái đó rồi. Chế nước hai lần xúc nó, chế nước sôi đó. Là lần thứ ba bắt đầu mới để, mà xúc thì xúc lẹ chứ thôi nó ra hết. Xúc lẹ, còn lần thứ ba ngâm nó khoảng 2 phút rồi mới lượt qua đây là nước. Bởi pha trà cũng là một cái kỹ thuật. Trà đạo đó thầy, nó gọi là trà đạo đó, cảm nghệ thuật đó thầy. Trời ơi, không phải cái ly uống như vậy đâu. Trời ơi, cái bún trà nhỏ xíu. Mà phải nước cái nước đặc biệt đó thầy ơi. Mình nông dân mà làm chớ lẹ không phải sao trời. Không, đây còn nói ở đây đó, nhiều người ta cầu kỳ dữ lắm thầy. Nhưng mà thiệt tình là đâu có cho cái tình mình tính mà. Thật ra nó có 3 giai đoạn. Giai đoạn tu ban đầu á thì nó phải dậy dậy, giai đoạn giữa nó dậy dậy, giai đoạn cuối cùng nó trở về cái nguyên thủy của nó không có gì cầu kỳ hết. Bình thường tâm thị đạo. Nhưng mà cái giai đoạn đầu, giai đoạn giữa nó phải thực tập. Đâu có suy nghĩ đâu. Thí dụ như một ông thầy mới tu mà không quy nghi tới hạnh thì không có chuẩn mực về sau. Còn bây giờ mà biểu trò quy nghi nữa thôi chắc chết rồi. Thời gian đâu mà đứng quy nghi tới hạnh. Sáng dậy á, ý là rồi dậy là 4 giờ hơn là dậy là có khi 4 giờ. Mà ở một mình, nhà thì nó bằng cái chồi chim người ta. Mà không biết tôi dậy vậy mà tôi lụi hụi tới 8 giờ chưa ra khỏi nhà được. Chỉ có cái là sáng tụng kinh xong ráng đi gọi là đi dạo cho nó thanh thản cái này thôi. Còn muốn ra khỏi nhà 8 giờ chưa ra khỏi nhà được. Ý là một mình, nhà có bao lớn đó đó. Ý là bây giờ là trò bỏ bớt nha, thí dụ như ngày xưa á, sống các cái tổ đình chứ không phải nói sư phụ đâu, các cái chùa mà nó có nề nếp căn bản á, là 3 giờ rưỡi là phải dậy rồi. Dạ đây. Thì đúng là 3 rưỡi phải dậy rồi, bởi vì nếu nó đông á, mà ngay cả thầy tổ rồi là đúng 3 giờ 45 là phải dậy nha, vì có mấy thầy trò hả, thì dậy giờ đó thì trong vòng 15 phút á, tiêu tiểu, xúc miệng, rửa mặt. Rồi mặc áo, rồi thắp đèn, thắp nhang. Hồi xưa thì đâu có đèn điện. Vậy thì cái đèn Phật thì mồi ra cái đèn dài chè bự, đèn tổ cũng mồi ra rồi có sẵn. Lỡ hội dậy 15 phút không rồi. Mà ngày xưa đó, thí dụ đúng phải vừa đồng hồ đờn á, nhà chùa quê này nó cũng có hồ đờn. Vừa mà nó tinh ti nó làm cái beng là trống hay một cái đùng rồi đó. Là đúng quê, giờ như vậy đó. Tại vì thường thường nó đánh trong công phu khuya, công phu chiều là đúng 4 giờ. Đêm vậy không làm phiền người ta. Không, tại cái lực lễ trong thiền môn ai ở gần không, chùa chịu chứ. Ở Việt Nam mà. Cứ mà đồng hồ nó gõ một cái beng, nó đờn 4 lần, nó đờn 4 lần rồi bắt đầu nó gõ beng. Thì vô 4 giờ nó beng 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 4 cái thì nó vừa gõ cái beng là trống phải cái thùng. Bắt buộc thầy cũng kỹ vậy đó. Mà không biết đâu phải tự nhiên rồi trống đâu. Coi như là vậy, xúc miệng, rửa mặt. Mà xúc miệng, rửa mặt á phải đi ra mà làm liền đâu. Vừa ngồi dậy thì phải là không phải ngồi dậy xuống giường liền, ngồi dậy phải dò đầu là thị miên thị ngộ đưa nguyện chúng sanh nhất thiết trí giác cho cố thập phương nha, có bài kệ đàng hoàng nha, cho nó tỉnh tâm rồi hết rồi vuốt thì nó còn sáng mắt ra là bắt đầu mới hạ cái dò xuống là tùng tiêu dần đáng trực chí mộ nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ nhật ư tốt hạ tán kỳ hình nữ đẳng tức thời sanh tịnh độ, dở cái chân đi là nhật cử ư tốt đưa nguyện chúng sanh xuất sanh tự hải cụ chú thiện pháp. Đi từ 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 mới mở cái cửa, cái hốc cửa ra mới ra tới nước thì múc nước cái sự ngạc tự sĩ tư nguyện chúng sanh rồi gì đó là bắt đầu mới lấy cái chưa đi ra restroom mà kéo mở cái hồi đó là mặc quần có khi mặc giấy thắt sau này thì bỏ rồi đó, chứ hồi thời trò có khi còn mặc giấy thắt nha. Rồi hoặc là chỉnh ni xúc đái cũng đưa nguyện chúng sanh nữa bằng mở cái thắt lưng quần cũng có bài kệ à. Rồi mới kéo quần xuống mới ngồi, không phải ngồi xuống mà xả liền đâu, phải đại tiểu tiện thề đưa nguyện chúng sanh khí tham sân si nguyên trừ tội pháp án nhận lỗ đại gia ta, hai ngàn lỗ đại gia ta,
mà không phải đi vô ta, đi ngủ dậy mắt cái là chạy liền đâu, chạy tới cái cửa nhà tắm thì gõ cạch 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 ba cái mới được mở cửa. Coi có ai không? Không phải có ai hay không mà cái lệ nó đủ cái thứ vậy đó. Cạch 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 mở cửa vô là bắt đầu mới mở cái dây thắt lưng, mới kéo xuống ngồi xuống từ từ, mới là chỉnh đi thuốc đái rồi đó, là đọc cái bài chú thắt lưng quần, mới ngồi xuống, không phải ngồi xuống xả liền đâu. Nó phải đại tiểu tiện thời đưa người chúng sanh khí tham sân si, đại tiểu tiện thời là bây giờ con đi đại tiện tiểu tiện, đưa nguyện chúng sanh là cầu cho chúng sanh khí tham sân si là bỏ, chữ khí là bỏ, bỏ cái tham sân si này giống như tình tiêu tiểu cái phân nước giải đó, là khí tham sân si nguyên trừ tội pháp. Hà bỏ được cái ba cái tham sân si thì trừ đi bao nhiêu cái tội vậy đó, cái mấy án nhận lỗ là gia ta ha, án nhận lỗ là gia ta ha. Rồi đi tiêu tiểu á, không có phải cứt đái ra một lượt đâu. Đó, từ từ, không được rặn, không được cho nó làm tổng 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 tổng. Trời ông biết đó là cái quy nghi nó từng cái vậy đó. Ai biết cái đó mà thầy bảo quy nghi đó, quy nghi là xin là có người ngoài thì thầy quy nghi. Không có người, mình thầy thế không, cũng phải quy nghi nữa. Lắm lúc con kẹt quá rồi làm sao? Không có cái gì kẹt, bởi cho nên như vậy mà ngày xưa Tư Tiền Bối đã viết ra cái gọi là cái cuốn đó gọi là Trường Hà. Luật Trường Hà, chứ không nói giới nha. Luật Trường Hà. Và nó phải dài vậy đó, nó phải chậm rãi, nó phải vậy đó. Chứ mà tới đó mà vừa đái vừa tiểu một lượt là vừa tiểu vừa tiện được, đâu có được đâu. Tại vì có lúc đơn vị người thầy bình thường ngay. Không có nói lắm lúc được, bởi vì lắm lúc thì nó không có quy nghi. Hả, mà chấp nhận đường tu thì ban đầu nó phải như vậy thì mới gọi là tu. Con tưởng không có người thì thầy cứ tự nhiên. Càng không có người càng phải giữ quy nghi hơn mới là cái chánh niệm. Đó, phải chết không? Tổ dạy vậy mình mà dạy đúng chứ đâu, tổ đâu có dạy sai đâu mà mình nói là mình làm sai được. Nó thành cái thói quen. Yeah. Xong rồi bắt đầu mới vô là rửa tay là coi như là dĩ thủy quán trưởng đi vị đắc thanh tịnh thủ thọ trì và pháp. Dĩ thủy quán trưởng là con lấy nước con rửa nè, quán chiếu con nè. Là đơn nguyện chúng sanh đắc thanh tịnh thủ là cho cái tay này nó được thanh tịnh nè. À, để mà thọ trì Phật pháp. Chứ không phải là cái tay này dơ nghe, tay này là nó thanh tịnh. Rồi xong rồi rửa tay xong rồi bắt đầu mới làm. Anh Trang. Anh Trang phải vô cái làm liền đâu. Phải vô là nhóp nhóp là xấu khổ liên thanh tịnh. Vẫn thủy bá hoa hương tam nghiệp hàng thanh tịnh đồng Phật vãng Tây Phương rồi bắt đầu mới làm. Làm rồi đó không có được. Đâu. Thế ví dụ bưng cái cao nước. Là phải dày. Không nước. Không được quá một thước. Vậy nè, hốt vô. Còn nếu kỹ nữa là hồi xưa bắt buộc mỗi người nó phải có cái thao. Rồi ngã cho cái thao này. Rồi mới đem đi đổ mới rửa cái thao. Rồi trong cái thao đó là góp đầu với cái kinh rồi hồi mà vậy mới thành Phật tác tổ. Vậy mới thành tổ. Chứ ông nghĩ hậu vậy sao thành tổ. Ông nhớ không? Ý là nói đạo hữu hiểu không? Bây giờ đạo hữu muốn thành Phật, gọi là thành Phật tác tổ thì đạo hữu phải vậy thôi. Có ai mà muốn thành Phật tác tổ mà không quy nghi tới hạnh không? Đó. Xong rồi bắt đầu vô rửa mặt, khăn đó là phải ngay ngắn nghe, treo phải ngay ngắn đàng hoàng, rồi bắt đầu mới là mặc áo dài vô. Rồi bắt đầu mới đi lại bàn tổ, rồi bắt đầu là đốt đèn. Nó đèn xong rồi bắt đầu thắp nhang chứ không làm lượt à nghe. Nói về đèn cả tiếng ngủ chơi xong. Bởi vì cho nên 3:45 vậy 15 phút làm không 2 giờ kịp làm nín thở luôn á. Thầy bảo cái gì cũng phải từ từ, cái gì cũng từ từ. Dành cộng cái thầy niệm, đọc cái thầy niệm làm cái gì thầy cũng niệm thì còn gì. Cho nên đúng đó là phải 3:30 là phải dậy rồi. Mà tại vì kẹt là hồi sao hồi con nít đó. Cái giấc ngủ nó mê. Kiểu như nó nhanh lắm, chứ phải bây giờ mình nằm hoài nóng sáng. Bây giờ này trò nói thí dụ như là ổ nghĩ á, bây giờ này nè, thật ra là trò là con người dễ giải đãi nè, muốn ăn hình nào muốn ngủ hình nào ngủ, ai rầy ai dám rầy tôi không, nhưng mà ngược lại nó quen cái đó rồi, thấy không, nó quen hồi đó rồi. Bây giờ cũng 4 giờ hơn là phải dậy, mà ở Mỹ này là 6 giờ mới được tụng kinh,
đụng sóng rồi đuổi sóng, mở đèn nó tưởng đâu là ông gì nó cầm len, ví dụ đây thì không sao nghe, chứ còn chỗ nhiều chỗ gõ mỏ nó nghe nó đi nó cầm len chết đó. Mà bây giờ cũng quen rồi, cho nên tối á, vậy đâu có dám mở đèn, mình cũng phải giữ gìn chòm sớm, sợ nó giật mình, nó không biết nhà này cái gì mới đèn sớm, rồi chỉ mở cái đèn đèn nhỏ thôi. Rồi vậy đó, ngay chỗ tụng kinh này mua cái đèn nhỏ để chiếu luôn, ngay tụng kinh này được mà. Cái đây đó là bắt đầu mới đi vô thắp nhang. Thắp nhang đó như trời nói đó, sư phụ mà ông để ý nghe, ông ra mà ông nghe gõ. Khi thắp nhang là phải nhấp chuông 2 tiếng bằng tổ, nhấp 2 tiếng rồi beng beng beng, rồi mới nhang xá cái thắp ngay ngắn. Ông để bắt đầu mình dây lưng mình đi lên, ông sư phụ mở cửa ông ra mà ông thấy cái nhang xéo cái là rồi đó. Rồi, rung sợ đó từng chút. Mà nhờ ta nói kính thầy mới được làm thầy. Kính nhờ sợ vậy nó mới có cái, nên bởi nó kính thầy mới được làm thầy mấy phường bội phản sau này ra chi đó, không thấy không? Yeah. Mồ cha những loại vô nghề dầu cho có nó cũng chẳng làm gì nên thân mà. Mà hồi xưa khi mà do là tuy rằng mấy dàn thơ đó của người đời mà phải học cái đó trước, nên kính sợ dữ lắm rồi đó. Là bởi mai là trò xanh dầu là hòa thượng bổn sư trời đó, là người có gia đình rồi mới đi tu, giờ ông cụ thế nào trời không biết, nhưng mà một lòng sợ lắm, kính lắm. Mà thầy hồi đó không có dạy dỗ gì đâu, vì thầy nhà quê mà, nói đi nói lại thầy cứ thải cuốn sách cuốn kinh đó cho mình học thôi. Mà mấy cái đó thầy kiệm, thầy dạy thầy được còn gì nữa. Thì đó thì nhưng mà thầy kiệm thì mà vậy mà sợ. Rồi xong nha, tụng kinh xong đúng ra ông cụ cho ngủ lại một 45 phút, ông cho ngủ lại tụng kinh xong rồi. Bởi vì 4 giờ tụng thì đầu tiên á nó ngay, hồi mà chưa thuộc á thì thầy bắt tụng hết, nhưng mà tới lào lào rồi ông cho ngắn lại, nó ngay ông cho ngắn lại, ông tội nghiệp ông nói thôi mình nhà quê mà ban ngày làm cực khổ, là lúc thuộc rồi ông cho ngắn lại thì trời gọi là lên trả bài gấp, mà trả bài với chừng 35 phút, mà là nhớ rất kỹ là thay vì tụng hết là 45 phút cho tới 1 tiếng, nhưng mà ngắn lại 35 phút. Là như vậy là xuống là coi như 4:45 rồi, xuống đâu phải xuống nghỉ đâu, xuống xong rồi mới cởi áo ra mới đi tắt đèn như hồi nãy đi mồi vậy đó, cũng tắt từ trên tắt xuống, hồi nãy mồi là mồi từ dưới mồi lên đâu, hồi nãy mồi đó là mồi từ bàn tổ cho tới bàn chuẩn đề. Hồi xưa cái chùa xưa đó, hai cái bàn tổ là bàn tổ thờ tổ sư Đạt Ma hoặc là bất cứ tổ sư nào mà thời trước á là riêng. Đối diện với bàn thờ tổ này á là bàn thờ sư ông của mình, là thầy của thầy mình á, là các vị tổ mà khai sơn cái chùa đó lại riêng, nhất là thờ cái bàn thầy. Bởi ngày xưa tại sao mấy thầy người ta có cái đạo đức á, là tại vì người ta kính thầy cái bàn thầy. Rồi á cái ông đệ tử lúc nào ông về tối thường á, ở nhà quê mà dân cái võng không phải dân ngang, mà thí dụ cái nhà thì nó ba trái ba căn, thì cái căn giữa là thờ, còn hai căn hai bên đúng nhớ không? Thì cái dân cái võng bên đó nằm dòm thắp cái hương, nằm dòm tổ, giống như lời thầy còn để nhắc nhở mình vậy đó, nó có cái những cái khuôn phép vậy đó. Rồi mình là cái đàn đệ tử sau á là phải khép ném đi ngang, vừa đi ngang cúi đầu bàn sư ông mình mà vừa cung kính thầy mình, là mình nhẹ nhàng ra cửa sau á chứ không chạy đâu. Nó có cái nề nếp dữ lắm hồi xưa, mà chính trò là cái người thực tập ở đó dầu là một thầy một trò. Trở lại thì khi tắt đèn là tắt từ ở trên chánh điện tắt xuống xong thì ông thấy nó cũng hồi nãy mồi cũng 15 phút, thì giờ tắt cũng phải vậy đó. Rồi bắt đầu đi được ngủ lại 45 phút, thì hồi lúc nó xuống là 4 giờ là 5 giờ rồi, ngủ 45 phút là gần 6 giờ là phải dậy. Đừng, không bao giờ mà mở cái cửa chùa quá 6 giờ, làm sao làm đúng 6 giờ là để cho người ta đi chợ ngang ta thấy là mình có mở cửa chùa. Chứ thôi ta nói mấy anh cha thầy chùa ăn no ngủ cho kỹ, ngủ ăn no ngủ kỹ, phải mở chùa cho ta đi ngang. Thường thường ở chùa quê thì mấy người ta đi ngang á, ta thấy là có mở cửa chùa là 6 giờ đó. Thì bắt đầu 6 giờ rồi bắt đầu là đi xuống nấu nước. Nấu nước pha trà. Nói ngay hồi đó sư phụ thì không bắt pha trà, vì hồi đó trò không biết uống trà, trò pha dở ổn đâu có uống. Thành ra nấu nước chăm mình nước. Rồi để cái ly này nè,
cái ly này hồi đó không bao giờ ông già ông cho đi rửa nước rửa chén. Ông nói thôi, đi ra ngoài chợ đó mua nửa thúng cá, nửa thúng thôi chứ thúng bưng đâu có nổi, nửa thúng rồi bưng về, có khi đổi đầu về xài một tuần vậy đó. Rồi bắt đầu mới lấy cái sàn đó, sàn cái nó hết cái hộp cát bự, còn cái hộp cát mịn đó. Rồi cái ly này mới để vô lấy hai cái tay này hoành vậy nè. Rồi bóng cái ly, nó bóng cái bình pha trà đẹp lắm, mà nó thơm. Rồi hồi đó nó... Hồi đó... Chạy nước thế nào? Không, không. Rồi mới rửa lại nước. À. Nhưng mà để vô cái thúng cát mà nó cát mịn đó. Dạ. Vậy hồi trước á, là đa số các chùa là xài nước mưa. Nấu nước mưa pha trà nó rất là ngon, ông hiểu không? Mà nếu mà chơi mà cái ly bằng gạch, bằng gì đó, bằng đất vậy đó, đất nung vậy đó, mà chơi mà rửa xà bông nó rình xuống. Nó phải rửa như vậy đó. Đó, thành ra hồi đó ở sư phụ kỹ, nhưng mà cũng cảm ơn nhờ vậy mà mới có ngày hôm nay. Chứ không phải mà nói chứ hồi đó thì buồn để sao thầy cũng khó quá cái gì đâu mà có một mình một thầy à, một thầy một trò mà vậy không đó. Có người nào nữa thầy không. Ông sư phụ đó không bao giờ nhận ai xuất gia, ông vẫn nhận hai thằng là hai thằng thôi, mà thiệt hai huynh đệ bây giờ là ông sư huynh, là ông là hiện giờ là ông phó viện trưởng viện nghiên cứu Phật học Sài Gòn đó, chứ đâu vừa đâu. Nhưng mà tại anh em không thận, không có nói chuyện nhiều, không ấy, chứ ông là giờ phó viện trưởng mà xưa... Thầy lúc này tu có ông sư huynh rồi đó. Ông đi ăn lúc đó ông đi học ở Sài Gòn. Như vậy còn lại có mình thầy với mình chọn. Đúng rồi, rồi ông đi học Sài Gòn là sao ông Ấn Độ, ông có bằng tiến sĩ Ấn Độ rồi ông. Nhưng mà ông thì giỏi thiệt. Ông giỏi, ông nói giỏi công nhận cái nào mà giàu không thiện ông, chứ ông giỏi thì nó ông giỏi. Nhưng mà có cái tài ông nóng hơn đằng này nữa. Trời ơi, thầy nóng vậy còn hơn nữa. Mày tao không à. Tại cái tài vậy thôi mà rất giỏi. Giờ nhảy lên phó viện trưởng là một, thứ hai nữa là trưởng khoa lịch sử nó đâu phải vừa đâu. Nghiên cứu vậy đó, có cuộc đời của ổng là ôm cuốn sách không trong người không á. Nhưng mà nóng, nói tiếng trước tiếng sau là rồi đó. Mà cái đó là cái tập khí đó cái gì. Thôi không cảm. Quan trọng đi tu thì mình thì dẹp nó được chứ. Tu rồi chứ. Không có tưởng, gì? Nó không có tưởng được. Đó là cái tập khí rồi. Nó phải tu là phải sửa cái đó chứ thầy. Chứ ông nóng vậy rồi sao ông mới ấy được. Không mà chắc bây giờ thấy đỡ à. Theo trò nghĩ giờ danh chức lớn thì chắc cũng đỡ. Chứ sư huynh là nóng. Đằng này nóng thì đâu bằng ổng. Đâu bằng cái lẽ ổng đâu. Và đại đa số mấy thầy đi tu là ai mà đi tu từ nhỏ cảm thông vậy đó. Nó đụng cái dây thần kinh mát. Còn mà ông nào mà lôi thôi mà trai gái yêu đương đồ nhiều thì cái dây nó giãn ra. Còn mà không có thì vậy nó giãn vô. Nên ông mới cảm thông mấy bà không chồng là khó chịu. Thì mấy ông đàn ông không chồng thì ủa không vợ thì cũng mát vậy đi. Cứ vậy đi ông đừng bắt lỗi nó mấy thầy tu sao vậy. Nó đụng vô thần kinh mát. Để ý ví dụ ông thầy tu 100 ông thầy tu từ nhỏ tới lớn mà không có tầm bậy tầm bạ là điều là nóng tánh hết. Còn mấy ông mà lỡ mà tầm bậy tầm bạ rồi mấy ông làm vẻ hay lắm, mình nghĩ từ bi lắm, mình gì mà từ lừa hết trơn à. Còn mấy ông này là ông chấp là tại ông cả đời ông đâu có gì đâu. Tâm sinh lý. Ông phải hiểu chỗ đó, cũng cảm thông cho người ta. Còn mấy cái ông mà nó nóng có nhiều cái loại nóng. Từ bi nó cũng có nhiều loại từ bi. Từ bi đạo giả có, từ bi thiệt có, từ bi đóng tường có, từ bi trí tuệ có, mà từ bi ngu si cũng có, nó nhiều cái ghép vô. Nó không đi một mình nó được. Thành ra mà cũng cảm thông cho mấy ông thầy mà tu từ nhỏ lớn thì 10 người hết chín nè, nóng tánh lắm. Mà yêu cầu ông nào mà khí huyết nó thông thương thì nó khác. Là hiểu rồi đó, đó vậy mà hiểu rồi đó. Còn mà ông nào mà coi như là kỹ lưỡng quá, càng kỹ lưỡng thì càng nóng tánh. Rồi đó mấy sư ôn nè, trong đó nói có sư ôn Đổng Minh đó, là người giới luật tinh nghiêm nha. Nói thiệt ra đó, dầu là trò không có gần gũi thiệt nha, nhưng mà gần ôn Trí Quang là một, ôn Đổng Minh là hai, ôn Trí Nghiêm. Một con người suốt một cuộc đời chỉ dịch kinh viết sách thôi. Đạo hạnh vô cùng đạo hạnh tới mức độ mà sống với chuột. Nó thì nói tới cái hạnh của ông Trí Nghiêm á, thương lắm. Ông đi mà cái
cái con chuột nó lỡ nó xé cái đải của ông, nó đẻ con trong đó đó. Nói ra cũng nhớ tội nghiệp. Ông bữa đó ông đi đại giới đàn thì đi phải lấy cái đó để y áo vô cái lực người tu, mà tại ông là đàn đầu hòa thượng nữa. Ông lầm bầm ông đi, ông không biết làm sao mà bóc cái con chuột con ra. Cuối cùng ông thì giả mới ông mà lại rước á, lại rước đi, cũng như là hầu thì giả đó, đi xa thì phải có thì giả, cũng như giáo hội cái đàn giới mời. Mà ông cứ lăn quăng, ông biết làm sao mà có cái đải thay. Ông không nói. Ông lò mò, ông đi kiếm rơm á. Ông mới bệnh, nó mới ổ. Xong ông lại, ông nói nhỏ, mà ông kêu rình, ông làm cái gì mà ông đi kiếm kiểu rơm. Ông mới bóc từng con, nói nghe, các ngươi cho ta mượn cái nhà của các ngươi đỡ nghe, đây là ta làm Phật đi Phật sự nghe, rồi về rồi ta trả lại cho cái chỗ ở. Trời đất ơi. Đi từ bi đúng mà thầy. Đi từ Nha Trang. Nói ra nhớ cái hạnh của mấy ông hồi trước đó, kính quý lắm. Từ ở Nha Trang mới vô tới Đại Tùng Lâm. Mà Đại Tùng Lâm là thời đó giàu có cỡ nào là tại thời Từ Ánh Quang đưa ra tiền không mà. Thấy ông mang cái đại rách vậy đó, mấy ông thầy chịu đâu có nổi, mình giá đâu có kịp. Tới giờ ông đi ông biết mới thấy cái đại chuột ấy. Đổi cái đại ông nhất mới không chịu á. Hỏi riết hỏi tại sao ông cho con cúng dường đổi đảo, nó không phải, nó cái nhà của người ta, cái phương tiện của mình mà cái nhà của người ta đó. Cái nhà của mấy con chuột á đó. Đó thì ông nói tại mình có mà nó là cái nhà của nó, cái sự sống của nó, mấy ông tu hành vậy đó. Ngày dịch cái bộ Đại Bát Nhã 24 cuốn dày vậy nè, mà ngày tu cả cuộc đời thanh tịnh, ngày đâu có tiền, ngày sống tuốt ở trên núi á. Mà nói xin lỗi chứ cái người phước đức á, vẹn toàn á, ở trên non mà ai cũng đi lên tiền, cái gì cũng năn nỉ xin ôn. Mà đâu biết nó thì khi mà ôn còn khỏe đó nha, cái gì xin ôn cũng đi hết trơn á. Ông đi có nghĩa là ông từ bi tới mức độ vậy đó. Trừ ra cái chuyện mà nó không đáng là ông đi, còn cái vụ đàn giới hay cái gì mà nó dính tới cái Phật sự á là mệt nhọc gì cũng không từ nan nha. Mà đồ hữu biết cái lúc đó đó, cái đàn giới năm đó trò nhớ rất rõ là 2,000+ người tăng ni luôn, sợ giới các cả nước về, mà tăng nước ngoài luôn. Mà bị cái những cái năm đó nó mở đàn giới nó còn khó khăn hơn bây giờ. Bây giờ thì cái giáo hội nó phát triển thì cứ mỗi một tỉnh như là 3 năm mở một lần, thì mấy chục tỉnh thành trong miền Nam thì ông nghĩ là cũng mệt, nghĩ là hồi xưa không có. Hồi xưa muốn mở là phải 3-4 tỉnh gom lại mới mở cái đàn giới. Mà khi mở cái đàn giới á là phải thỉnh cái bậc gọi là cao tăng thạc đức ngồi đàn đầu hòa thượng. Bởi vì cái ông hòa thượng đàn đầu không dính líu gì cái chức giáo hội nha. Mà ông này là phải giới đức tinh nghiêm, biện tài vô ngại, lào thông tam tạng kinh điển thì mới được làm quầy thượng đàn đầu. Được mấy người chưa thầy? Thì phải đi môi, có nghĩa là phải đi tìm, đi cả, kiếm cho được cả đúng, cả nước mới thỉnh cái cung tôn lên ngôi vị đó. Ông biết cái ngôi vị đó là coi như thay Phật á, ngôi vị đó là thay Phật, bị gì gọi là đàn đầu dẫn đầu là tiền tiền giới mà thay Phật đó. Bây giờ đó đàn giới cái ông hòa thượng đàn đầu á thì thỉnh ông chức tước, rồi nói xin lỗi với vợ con cả đống, mà ngồi trên cái kiệu nè, khiêng đưa lên cao. Còn hồi thời của ông nghe, rước ông tính là bị cái Đại Tùng Lâm mới lớn để đậu ngoài cổng để mà cũng làm vậy, không là không đi. Mà tăng ni á đồ biết ông kính tới mức độ mà quỳ mọp như thời vua chúa, mà không dám ngóc đầu lên, mà không, ông đi ông xá từng người vậy đó. Rồi ông đi vô không có cho cái gì hết á. Ông ngồi cũng không có ngồi cái ghế của ông nữa. Ông nói cái ghế đó của Phật ngồi. Ông nói vậy đó. Cao quý ông ngồi ngang. Thí dụ có hòa thượng nào á thì ngồi ngang. Chứ là ngồi ngang. Chỉ còn cái ghế giữa là ông nói đó, đó là để Phật tổ ngồi. Con người đạo hạnh mức độ. Hình như ông tự nhiên đã sống như là 96 tuổi thì phải. Đó, để bữa nào ra quà cái hình của ông thờ. Tại vì tầng này thọ đàn đầu chứ không. Thọ đệ tử, thọ thì kheo.
tại năm 95 rồi thọ, nhưng mà không đủ rồi năm 96 mới thọ lại để đủ giấy tờ á. Tại cái lịch thọ lại được đó hả thầy? Cũng như dự thính hồi xưa là thọ với tông môn. Dạ. Bây giờ phải thọ đẹp đàng hoàng của một cái tổ chức lớn á thì tặng giấy tờ. Thì tại Việt Nam thì nó có hệ thống hay giấy tờ. Thì đó thì nhưng mà thọ vậy mà mình chắc ăn giống như mình tính như vậy để mà gọi là chính. Mà khi thọ thầy có được giấy tờ chứng nhận gì không? Không có giấy tờ sao hành tới bên đây không? Lần này giấy tờ trời là giấy tờ là mấy ngàn người được đó thầy? Mấy ngàn người đầy đủ lắm, từ cái tổ chức của giáo hội mà tổ chức lớn mà. Ba miền. Hồi đó là Thỉnh Ông Trí Nghiêm là đường đầu, là đại diện cho cái khối giống như miền Trung. Ông Vĩnh Nghiêm á, Thanh Kiểm là Yết Ma Xà Lê. Trong miền Nam thỉnh một vị hòa thượng lớn trong miền Nam là ba vị đạo đức đàng hoàng vậy đó. Ngồi đàn giới vậy chứ đâu có phải muốn thỉnh hay thỉnh. Bởi vì bây giờ nó càng ngày mình nói ra thì nói ra nói mình hổn. Thí dụ như ngày xưa lấy một cái tên đàn giới là phải lấy một vị danh tăng. Thí dụ Đại Giới Đàn Thiện Hòa thì ông biết là cái gì là một vị danh tăng, hay Đại Giới Đàn Thiện Hoa, hay Đại Giới Đàn Khánh Anh, Đại Giới Đàn Khánh Hòa, Đại Giới Đàn coi như là Huệ Đăng. Đó là những cái vị danh tăng hay là Phi Lai, là Tổ Phi Lai kia. Bây giờ là mấy ông nội có quân chương, quy chương là lấy tên Đại Giới Đàn. Thành ra bây giờ tại sao nó càng ngày nó càng gọi là ma trơi quỷ lộng. Ở hồi đó hòa thượng đó có giác lên hòa thượng Tâm Thanh đó. Ông cụ cũng chống cái vụ đó dữ lắm, nhưng mà rồi cuối cùng thì cũng một mình cụ cũng làm gì được. Cụ cũng dám lên giảng chửi thẳng luôn mà. Ông ấy làm cái sai luật Phật á. Lấy cái tên Đại Giới Đàn là phải lấy cái tên một vị danh tăng mà gọi là cao tăng thạc đức. Là một cái người mà trong hội đồng thập sư này á là phải là các vị gọi là giới luật tinh nghiêm, đạo đức uyên thâm, biện tài vô ngại, chứ không cũng cần tụ tác. Yêu cầu 10 hạ trở lên. 10 hạ trở lên đó là 10 hạ trở lên mà giới đức tinh nghiêm thì được. Bởi vì trong đạo nó không có chức. Trong đạo lấy ai tu trước á, ai mà có đạo đức là cái người đó là đi đầu, gọi là thượng thủ. Thật ra thí dụ như cái hành chánh á, hành chánh thì mình giới thiệu là ông đó chức đó chức đó trước được, nhưng mà tới cái lễ của Phật giáo đó là ông giàu có chức lớn nhưng thọ giới sao phải đi sao, bị không khéo nó gọi là bà la môn tụ hộ vô thù. Mà bây giờ ông có chức cái chen đi trước à. Thật ra hồi đó trò bực mình rồi la mấy lần rồi trời nói thằng nào thọ giới trước đi trước nha, nhưng không cũng chen hồi cũng đi trước à, có chức nè. Thành ra vì vậy mà gọi là nó mất trung tôn tri tật tử trong cái đạo. Đối với đạo thế này. Dạ. Ví dụ bây giờ trò giàu trò giảng thao thao bất tiện hay gì không biết, nhưng mà ở bên này ví dụ đối với trước đại tăng là trước bốn ông thầy nhỏ hơn mình cũng phải xưng con, bởi vì đó là một đại tăng. Nếu gom là bốn ông này là mình là cái hạt cát, không là thuộc biển ví dụ vậy đó. Còn ví dụ như nói cái ông thầy nào mà nhỏ hơn mình á thì ông xưng con mình, là mình kêu bằng huynh, bằng đệ, bằng thầy cũng sao. Nhưng mà trước đại tăng là dầu mình có lớn cỡ nào đi nữa mà trước đại tăng là mình phải khiêm hạ, phải xưng con. Yêu cầu bốn tùy theo. Bởi vì á, thí dụ như cái giới luật á, thọ giới nó có trước có sau. Nhưng mà khi vô pháp sự thì đều như nhau là đại đức. Là tại vì về gọi là cái giới nó có một giới à, nó có một cái giới bình đẳng, không hiểu không? Nhưng mà mình phải biết tôn tri tật tự, là bởi vì vị thầy đó, vị hòa thượng đó, thượng tọa đó thọ giới trước mình, thôi thì mình né xuống. Còn thí dụ như cái ông đó có lỗi có gì biết, nhưng mà thật mình cũng căn cứ luật đời. Nếu ông đó có lỗi chừng nào nhà nước, cứ nghĩa là pháp luật á, nó có cái giấy thì mình mới nói được. Còn ví dụ cho biết ổng chè ai đó, nhưng mà không nói được tại vì nó đâu có ghi chắc tòa. Bên này cũng vậy thôi. Đó, thì không, ý là nói đạo thì nó gắn liền với đời là vậy. Bên này cũng vậy. Còn mà nếu mà ông thầy đó biết thân phận của ổng, ông tự nhiên thì ổng nhường. Ví dụ cho nói thôi giờ thỉnh tôi làm trước đó, nhưng mà tôi bất năng kham. Có câu là
ngã bất năng kham. Ví dụ giờ nói hôm nay là ngày, bữa nay là thường thường đúng quy luật á, là bắt đầu nay mai là các chùa đều làm lễ tự tứ vì Vu Lan, là ngày rằm là Vu Lan, thì 12, 13, 14 là phải tự tứ. Thì tự tứ phải đưa ra một ông thầy để mà ngồi trên, để mà cho ba ông thầy ở dưới này, ông đảnh lễ, ông xưng tội á, ông xưng tội, xưng tội. Thì bây giờ phải tự tiễn một ông, không phải là ông hòa thượng già hay là ông nào lớn trong đó lên ngồi đó đâu. Trước đó phải họp chúng, hỏi giờ, hỏi có vị tỳ kheo nào cảm thấy có quan hỷ ngồi cho chúng đối thú không? Trời, dù nhỏ xíu đại đến cái mới tỳ kheo ấy. Nhưng mà đâu ông đầu giáo, nói chứ đâu ông đầu giáo phải hỏi. Chứ thí dụ như là ông đó, ông là thánh đâu xuất hiện xuống, ông là đâu ai, thánh như Bồ Tát thì ai vỗ ngực mà là thánh Bồ Tát, nhưng mà cái luật phải hỏi. Đâu hỏi họp chúng là hết rồi nè. Hỏi về ngày mai là cái ngày ra hạ tự tứ. Vậy trong chúng đây có vị tỳ kheo nào mà dám nhận trách nhiệm, nhận lãnh trách nhiệm để cho chúng xưng tội không? Chỉ tội cho chúng không? Dạ. Vừa tự mình nói tội của mình là xưng tội, mà vừa cái ông đó chỉ tội xuống. Thật sự đâu có ông nào giáo. Thì khi không ông nào giáo thì mình mới đề cử. Đề cử thì thí dụ như vị hòa thượng đó, mình biết cái thân phận của mình đi, mình nói xin lỗi, nói chứ trời, đâu phải trên đài này không có cái tỳ vết, mà tùy cái tỳ vết phải không? Nhóm mình không xong thì cứ nói à thôi, ngã bất năng kham, nói câu đó đó. Thôi thì đại chúng nên cử cho vị thượng tọa nào, thượng tọa nào. Còn cá nhân tôi là ngã bất năng kham, tôi không có đủ mà kham nhận cái sự lễ lại đó. Còn hai nhưng mà đó là vậy, là cái người gọi là đúng đó là ý thức. Nhưng mà trường hợp là con nó ngưa thầy, con muốn bêu xấu thầy, con bảo để con lên làm sao? Con nhận tự nhận con không lên ai giáo, không ai giáo, chúng nó biết nó kéo xương của mình, không ai giáo. Anh vậy? Không ai giáo. Thầy hỏi mà thầy tất cả hỏi đại chúng thì nói vậy thôi, chứ đâu có ai mình ai dám vậy. Đâu có ai dám nhận lãnh trách nhiệm đó. Nếu nói xin lỗi hỏi Thế Tôn, mà Thế Tôn kiêm tốn Thế Tôn còn không nhận mà. Nhưng mà cái luật thì phải hỏi. Nhưng mà con không ưa thầy, con biết cái tật xấu của thầy, con muốn lên con nói để con giáo nói nó còn đại chúng ta, thì ông trước chúng muốn nói gì nói sao, trước chúng muốn nói gì nói, chúng nó mình khùng à, nói đi thì nói lại, chứ trước cái đại chúng nó uy linh lắm. Ví dụ giờ một mình trò nè, trò ngang tàn, trò nói thao thao vậy, trò chửi vương luôn tùm em, nhưng mà hả bốn ông thầy tỳ kheo rồi đó, ông nội tôi không nói nữa. Thí dụ giờ cái luật nha, những người ngang như đằng này đó, cho là trò giữ đi, trò ngang tàn đi, nhưng bây giờ nếu họp đúng bốn ông tỳ kheo như pháp, bốn tỳ kheo như pháp lại đây cử tội rồi, trò phải vẫn phải nghe thôi, mà phải tỳ kheo như pháp à, có nghĩa là đủ cái giới hạnh, đủ bốn ông giờ thầy tuyệt tài, ông kể từ đây ông không có được nói cái lỗi của tăng nữa, ông không được mà ông rồi ông gài nào của thao thao bất tiện, ông chỉ ông đá đầu này ông đá đầu kia. Bốn ông thầy thì kêu như pháp bước tới đây thôi là pháp yết ma, nói vậy là trò phải nghe, mà trò không nghe là đọa địa ngục. Cái luật nó như vậy, tại vì tùy theo như pháp đó là nó biểu trưng cho một cái đoàn thể tăng bảo, một đại gọi là một tăng bảo, mà một tăng bảo mà ra lệnh. Bây giờ ông thiện tài, ông phải nhảy vô lửa ông chết, thì đúng là thì dạ con xin văn không được cài. Nhưng mà phải tùy theo như pháp, chứ không phải lửa với ông tùy theo lôi thôi. Thì vậy con cứ tưởng là thầy cứ lửa vô, thầy hỏi con mà. Thì con đứng lên chứ, con đưa tay con đứng lên, con lại con vô tự, nó còn đại chúng. Bởi vì cái gì nó là đức chúng như hải á, đức chúng như hải nó uy linh lắm. Ông coi chứ cái giờ đó nó trang trọng, nó uy linh lắm. Không làm bậy được ở đây. Không có làm bậy được. Nói chứ, bởi vì người ta nói cái gì cái giống như Mỹ này nè, tự do thì tự do, nhưng mà dám đụng tới luật pháp không? Thượng tôn pháp luật. Thì trong đạo nó cũng vậy, cũng lấy gọi là thượng tôn luật pháp luật, mà lấy cái gọi là tỳ ni cộng trụ. Lấy cái tỳ ni làm cái sự sống của mình là luật á, tỳ ni là luật á. Cho nên ví dụ như bây giờ á, muốn trị ông thầy thiện tài này thì rất là dễ, kiếm bốn tỳ kheo thanh tịnh. Là ở đây thế nào là thanh tịnh? Thế nào thanh tịnh? Từng tịnh. Thầy phán đoán không à? Thầy bảo ông đó không thanh tịnh nữa làm gì ra thế này sao? Mình đâu dám vậy được. Nói chứ biết chứ mình phải biết mình trong sạch hay không trong sạch chứ cũng biết chứ.
nói chứ trên đời này mình làm bậy thì lương tâm mình nó cắn rứt chứ làm sao nó không có. Đã là tu thì phải có chánh niệm, dầu có những lúc mình làm bậy mình vượt qua không được, nhưng mà cũng biết ăn năn. Thí dụ như nói xin lỗi, nói với cụ Từ Thông đi, rồi nhớ không bao giờ quên hình ảnh hòa thượng. Lúc hòa thượng giảng cái buổi pháp mấy cái lần là giảng, hòa thượng vô là đảnh lễ rớt nước mắt à. Tôi là thầy Từ Thông đảnh lễ chư đại tăng, bây giờ coi như có những cái quý thầy nên học, cái nào đúng chánh pháp tôi giảng chánh pháp quý thầy học, còn cá nhân tôi xin sám hối với đại chúng là tôi nghĩ vậy đó. Cái này là tôi ân hận và tôi lầm lỗi mà tôi không vượt qua nổi, thì đại tăng nếu xóa cho tôi được thì xóa, còn không xóa được thì đại tăng đừng có học mấy cái sai lầm của tôi, mà đại tăng phải học chánh pháp. Ông cụ, đó là cái lễ sám hối là vậy. Mình biết được mình chứ sao không biết không? Trừ ra cái người danh lợi bản ngã lớn là mình không biết được mình thôi chứ. Bây giờ đa số vậy của mình, còn nói thầy nghe. Cho nên trời nói hoài, thí dụ hồi đó trời hay đứng tổ chức các khóa an cư rồi nói. Mà thường thường khóa an cư thì thường nó có đi lìa những khóa quy y, hoặc là phát triển giới Bồ Tát, hoặc là truyền giới thập thiện. Rồi cũng nói thật là nói thiệt với thầy, giờ phút này là con không thiên vị, con thỉnh người nhưng mà con sám hối. Quý ngài mà lỡ có tìm theo tốt phước, con xin quý ngài làm ơn thương con, thương Phật Pháp, đừng có ngồi đó. Nói thẳng à, còn mấy ngày muốn ngồi ở đâu ngồi, muốn cái gì con cũng thưởng hết đó, nhưng mà đụng tới giới luật thì đừng có ngồi giùm con. Để nó để cho mấy người thanh tịnh. Bữa ai dám ngồi vô chỗ đó nữa. Nhưng mà không phải, nói thôi nó cũng chén ngồi ha. Kinh vậy đó hả? Cái danh mà, bởi vì cái danh nào, cái danh nó lớn là tài sắc cái danh thật thầy, tài sắc cái danh thật thầy. Lúc nào nó cũng biết cái giữa hết, không thấy sao? Chứ còn đúng ra, thí dụ bây giờ nói ra bỏ đừng nói tên nè, ở Hoa Kỳ này nhớ cái ông mà Kỳ và giáo chỉ số 10 không, thì lúc đó có đằng này đó, ông đó nói là mang hai cái tội đâu, thấy lúc đó rùm beng đó. Vậy chứ bây giờ mà chỗ nào có ổng mà không để ổng ngồi đường đầu là ổng chịu á, cũng thượng thủ à, cũng tay trên chứ không có chịu tay dưới. Mà trong khi cái giấy trác tòa nó sờ sờ vậy của tòa án Mỹ chứ đâu phải mà nói không, phải không? Thí dụ nói không mà không có giấy trác tòa đó là không là không có gì. Mà đó giấy trác tòa xử ra mấy triệu đồng đền cái tội đó đàng hoàng đó. Vậy mà chỗ nào mà ta có cha là phải để cha hết, là cha làm từ trên tới dưới là cha lớn hết. Dân quản trị mà. Dân quản trị Huế nó vậy đó. Chứ nếu như mình biết được mình thì mình phải khéo đi. Mình không nói mình sai, mình sẽ thôi tôi già rồi, cho tôi nghỉ ngơi để quý thường tòa làm đi. Thì sao vậy, khéo vậy phải không? Vâng. Người ta cũng còn kính nể. Vâng, không? Còn kính nể tí chứ còn gần thì... chết vậy cũng phải ráng mà uống xăm rồi ra ngồi đó. Đặng cầm microphone để mà dạy dạy. Thầy Từ Thông ấy, Hòa sẽ Từ Thông rúng mạnh lắm rồi. Dám nhận cái lỗi của mình. Bây giờ người ta nói hai cái gương nè, kể cả sư ông Thanh Từ. Sư ông Thanh Từ là một bậc gọi là thiền sư đương đại đó. Dạ. Yeah. Nhưng mà từ hồi đó tới giờ đạo hữu có nghe sư ông Thanh Từ ngồi đàn giới nào không? Không có. Hả thửng sư ông, mà sư ông từ chối. Vì sư ông trước khi đi tu sư ông có gia đình. Mà khi mà có gia đình đi tu nhưng mà không có còn cái gì mà mang tai tiếng, không có dính líu gì mà từ năm 21 tuổi cho tới bây giờ mà sư ông không bao giờ ngồi. Mà trong khi đệ tử sư ông á, đệ tử xuất gia sư ông á, mà sư ông bây giờ thôi kêu anh nói ngồi, ông nói ngồi đúng rồi. Ngồi đàn giới đi. Trong khi đệ tử sư ông mà ngồi đàn đầu, ngồi lớn vậy đó, còn ông không bao giờ. Người ta biết cái thân phận mà hai luôn cả, ví dụ nghe nói là luôn cả sư ông Thiện Hòa ngày xưa cũng vậy đó. Sư ông viết luật ra mà thỉnh đàn giới, nghe nói là sư ông cũng học cũng từ chối khéo. Đó là mấy vị mà ta tu, ta biết được mình đó. Cho nên hồi đó trời nói mai là khi trời thọ giới là thọ giới với sư ông Trí Nghiêm, một bậc cao tăng thật đó. Ông khiêm cung lắm. Thật sự hồi đó trời nhớ không bao giờ quên được cái hình ảnh mà ông biết cái đại tùng lâm nó lớn mà đá nó mới đổ sổi vậy nè, quỳ vậy mà không thấy đau. Cung kính tới mấy độ bực. Trong đó là có ông Đổng Minh nữa. Trời ơi. Ông Đổng Minh đó, ông là luật sư mà luật sư dữ dằn lắm, nghiêm khắc đó nha. Cấm cây nhang mà cấm ẩu cấm tả mà bất kính mà để cái khói nhang mà
mà nó bay nó như là ngang cái lỗ mũi á, mà cắm xéo cái là ôm một cây roi mây, một cái cây chổi và lông gà xưa là bằng roi mây á, yeah. Ông nắm cái đầu chỗ là ông quất một cái ngang lỗ tai nè. Hai cha lão ông cụ Giác Hạnh á, cụ Giác Hạnh bây giờ giảng chuyện ma chuyện quỷ đó, ông cụ quất một cái lỗ tai sưng 3 tháng chưa chữa, chưa quất ngày đầu về nguy hiểm lắm, không quất lỗ tai mới ngày đầu quất gì nè, quất ý mà quất ta nhớ vậy đó, lỗ tai đâu có đâu. Mà chính cụ Giác Hạnh nói chứ không phải mà ai nói nghe, cũng như ý hòa thượng nói thẳng là ngày hòa thượng ngày xưa còn trẻ học ở Phật học viện đó, được hòa thượng luật sư kỹ lưỡng dạy vậy đó. Cái đó là cái niềm tự hào. Nếu như cái người thật chân tu á được các bậc thầy lớn dạy như vậy, đó là cái niềm tự hào. Tự hào lớn lắm chứ không phải dễ đâu, dễ gì thà đó là một lần trong đời mà không bao giờ quên. Kiểu như đó ông ai nữa đây, ai mà đánh trò học mà nhớ cái hòa thượng Nguyên Ngôn á, mà trò thì không bao giờ Mỹ nha, đỡ cái đằng này khéo nó đi thì cũng đánh lại là lùa lách chứ không phải là tốt lành gì. Còn mấy ông kia đó ha, hòa thượng dạy mà nói chuyện á cũng nhớ đeo Bát Kiến này ha, ông đang hồi đó ông dạy bộ Bát Đại Nhân Giác nha, ông đang giảng mà dưới thao nói chuyện xào xào cái cụ làm gì đấy, ông bắt được cụ, ông lấy cái cây thước và thước kẻ đó ông quất một cái, ông thêm một cái là cây bo á, nó làm một cục gì đó cả thường lễ chưa với cụ hồi xưa. Nhưng mà cụ rất là kỹ, tại vì bởi vì mấy hòa thượng ngày xưa người ta một lần người ta đi dạy bằng một cái tấm lòng người ta chứ không phải bằng cái học vị, mà cái tấm lòng người ta đem hết cái kinh nghiệm cái đạo đức người ta truyền trao mà không ráng học. Chứ ai mà già cả leo lên đó ăn mấy đồng, đi dạy Phật học ăn được mấy đồng mà ngồi đó mà có khi phải đóng góp vô, ví dụ cái trường không đủ cái thời khó khăn mà các ngài còn ráng đi kêu gọi Phật tử phụ vô đàn phụ với ban giám hiệu nó ăn được mấy đồng, mà vì sự nghiệp dạy dỗ con em mà con em nó vậy không giận sao được đó. Nhưng mà rồi thì thương nhớ có cụ Nguyên Ngôn khó lắm. Mà thứ mắc cười là suốt cuộc đời đi dạy cụ là cứ sách vỏ bị đội nón lá, là khi mà thăng tiến lên nó sách cái vỏ hồi xưa là với cái vỏ mà nó bóng bóng không nhớ không, là có hai cái quai nè vậy đó, mà kỹ lưỡng lắm đội nón lá. Đó là các bậc mà trời đã từng học, đã từng chứng kiến cái hành trạng của ngài nghiêm khắc dữ lắm. Mà sẽ tùy có ảnh hưởng gì tới thầy không? Ảnh hưởng chứ. Ngày hôm nay thật ra tuy rằng đòi vậy chứ toàn trí não đằng này là mỗi một cụ đã cho mình một chút chứ. Nếu như ngày xưa đằng này không học với cụ Nguyên Ngôn thì những cái bài giảng rồi không có chửi mạnh về cụ Ngôn, chửi dữ lắm mà ông giảng chửi kinh khủng lắm. Nhưng mà ông từ bi chứ không phải chửi mà ghét nhớ, tại tật ông cụ mỗi người cái tật nói thẳng vậy thôi. Cho nên trong cơ thể, trong cái tư tưởng là nó mang tư tưởng Hòa Thượng Nguyên Ngôn nè, Hòa Thượng Từ Thông nè, Hòa Thượng Thanh Từ nè, Hòa Thượng Thiện Siêu nè, Hòa Thượng Đức Nghiệp có hết à. Nhưng mà thường thường á, cái người nào mình thích nhiều nhất thì cái người đó nó hợp, nó mình tiết lộ cái tính cách của người kia nhiều. Ví dụ như cụ Thanh Từ, trò học chứ trò không có hảo là tại ông cụ nó chậm nó buồn ngủ dữ lắm, mà ráng mà học chứ vì đạo mà học chứ còn đồ cụ nói chậm quá bị thiền sư. Mà tôi nói cho quý vị nghe, tổ nói như vậy vậy có phù hợp chứ phải không? Cụ nói vậy đó thôi là mình được ngủ mất tiêu rồi. Mà nếu mà không có học là chứ. Nhưng mà cái phá trò mà ra trường rồi đâu có mấy cụ đâu có ai dạy đâu, nghĩ hết mấy cụ nghĩ hết. Cụ Nguyên Ngôn cũng sẵn sàng nghĩ mà. Nhớ là cái đinh lên thỉnh cụ dạy tiếp, cụ nói tôi đào tạo thành Phật chứ tôi không thành Phật tác tổ, chứ tôi không đào tạo thành quỷ thành ma. Nếu mà ông nào mà phát tâm mà học để thành Phật tác tổ thì tôi đào tạo. Nói về ai dám, là cái gì cụ từ chối khéo nè. Cụ Nguyên Ngôn hồi xưa dạy hay mình lắm. Mình làm nhiều là người lắm chứ thầy.
người ta mời thầy mà thầy nói vậy chết người ta rồi. Chứ mấy cụ đó đã giàu tử ra sanh ở đạo rồi, giàu tử ra sanh đạo nghe, chứ mấy cụ này không chức tước, không địa vị, không gì hết đó nghe, chỉ giàu tử ra sanh vì cái giữ gìn đạo pháp thôi đó. Chứ mấy cụ đâu còn tiếc nuối gì nữa, nói là ông nói đâu sợ ai, mà đố ông nào dám đụng ông. Mấy ông bực như bực a la hớn đụng mới chết liền, mà có đụng với ông cũng đâu có khe, không khe, nhưng mà không quan trọng, nhưng mà cái quả báo nó trở lại với cái người ác ghê lắm á. Thí dụ mấy ông thầy mà không gì nền chánh giáo Như Lai chửi nhiêu chửi thì mấy ông còn giận còn hờn, tại mấy ông cái danh cái gì. Còn mấy ông cụ này ông đâu có đối quả, ông đâu biết, không từng có cái tivi, mà cụ Nguyên Ngô không bao giờ có tivi, tối ngày là cụ lót sách cụ nằm không ấy, rồi cứ học đạo rồi đi giảng đạo thôi, cho nên cái chuyện gì ông đâu có nghe đâu, ai chửi ông đâu có nghe, lên là cứ phán xuống ông giảng ào ào ào. Thành ra đụng mấy ông cụ này có quả báo lớn lắm. Tuy rằng các bậc A-la-hớn, các Bồ-Tát á, mình không dám nói tới Phật nha, các vị thinh văn La-hớn, Bồ-Tát á, người ta không có chấp, người ta tu, người ta giải thoát, người ta an lạc, người ta không có chấp. Nhưng mà thiên thần hộ mệnh á, những cái bậc mà học với Ngài á, nó giống như trong Kinh Pháp Hoa nói cái mẹ con quỷ la sát nó thề mà ai mà đụng tới pháp sư giảng Kinh Pháp Hoa đúng chánh pháp nó chẻ cái đầu bể làm bảy đó, tại vì nó quý trọng. Chứ còn các bậc sinh văn La Hớn Bồ Tát các ngài đâu có chấp, chúng sanh nó càng ngỗ nghịch thì các ngài càng thấy thương xót, nhưng mà các bậc thiên thần nó không có tha, tại vì họ cái địa vị của họ, cái tính bản tính của họ nó nóng nảy tới đó, thì đụng tới cái các vị mà hết lòng việc chánh pháp ở đâu có tha. Thí dụ đơn giản bây giờ trò nó xin lỗi bản thân mình thôi là chưa có trong sạch nè, còn tèm heo nè. Nhưng mà những vị bây giờ mà nghe pháp rồi mà chịu rồi, thử ai mà vô comment nói vậy coi chết liền không, chứ đừng nói chi các bậc mà đắc đạo mà coi như là hết một cuộc đời hy sinh vì đạo. Hồi xưa cụ Nguyên Ngôn á, trò nói thì cụ kỹ dữ lắm, cụ tu kỹ ghê lắm á. Đi đâu á là có cái đải lượt nước nha, không có coi như là kỹ lắm, coi như giữ giới đức tinh nghiêm lắm. Nhưng mà cụ 71 tuổi cụ tiên tịch, tịch 71 tôi nhớ rất rõ là 71 tuổi đã đó mấy cụ rồi. Cụ ngay cả cụ Thanh Kiểm ở Vĩnh Nghiêm đó, một con người vô cùng đạo hạnh, chứ không phải như mấy ông thầy bác bây giờ đâu. Cụ á, mình hồi lúc đó là vừa là cụ cho mượn cái chùa làm cái trường, mà vừa là nhà tài chánh tài trợ, kêu gọi tài trợ cho trường. Mà vậy á, mà đạo hữu biết á, mỗi lần mà thấy hòa thượng đi trên sân thượng á, mừng lắm, đi lại xá hòa thượng, mà hòa thượng thấy mình xa xa là hòa thượng lâu, hòa thượng né hả? Hòa thượng sợ, cũng như hòa thượng sợ người ta xá vậy, lỡ lắm mới gặp xá là hòa thượng chắp tay xá lại đó nha. Trước mặt quý hòa thượng không, mà hòa thượng lúc đó là chức lớn đó, mà con không á. Con ngay cả bây giờ ở Vũng Tàu còn hòa thượng Trí Tịnh nó cũng trang nghiêm, con không á, cái trang trọng lắm mà, chứ không phải mà được làm một tổ đình lớn, được cả một cái miền Bắc tôn sùng như bậc thánh mà rồi coi trời cái đất không ra gì đâu. Con không, nói chuyện với các hòa thượng nhỏ hơn cũng xưng con nữa. Thế kìa. Dạ, trừ ra mấy ông nhỏ này thì hòa thượng xưng tôi thôi, chứ còn mà nhỏ hơn hòa thượng vài năm á, hòa thượng cũng xưng con nữa đó. Con không, hồi đó hòa thượng Thanh Kiểm mà xưng như hòa thượng Trấn Quốc á, hòa thượng chùa Trấn Quốc cái đường Ngô Gia Tự á, cụ Trấn Quốc thì đâu có phải bằng chút nào cụ Thanh Kiểm đâu, mà xưng con không á, nói chuyện xưng con không, cung kính lắm. Con lại cụ, con lễ cụ. Thế là các bậc mà tu hành á, càng cao ta càng khiêm, cao càng khiêm, mà điều khiêm với khi nào trước đại tăng. Chứ còn cái chuyện mà khi cần thì ngài các ngài vẫn thẳng như thường á, chứ không phải nói là cái gì cũng khiêm cung. Khiêm cung là khiêm cung đối với cái đại tăng, đối với Phật pháp. Còn ví dụ giờ anh ăn trộm nó vô, hay là cái dân ngang ngược nó vô, thì nếu có vỏ thì cũng phải đem ra mà trị nó để giáo hóa nó, chứ không phải nói vậy khi mình ngồi đó cho nó trói tay nó giết mình sao.
các bậc khiêm hạ, rất là khiêm hạ, nhưng mà khiêm với đúng thời đúng việc, đó là cái hạnh của Bồ Tát, của cái người mà coi như là nhập thế. Rồi thôi, về đi. Dạ, con cảm ơn.